vị, thay đổi nhận thức trong sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, nông dân trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh vào trồng trọt, góp phần tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, phục vụ người tiêu dùng. Thực hiện mô hình, hội viên nông dân không sử dụng phân bón hóa học, chất cấm vào trồng trọt. Toàn bộ diện tích rau 1.000 m² được ông Thỏa bón phân hữu cơ hoặc phân vi sinh. Ông còn tận dụng các loại phân chuồng phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp để ủ thành phân hữu cơ nhằm tiết giảm chi phí sản xuất. Vậy từ ngày hội nông dân của huyện về tập huấn cho bà con nông dân ở cái ấp Phước Thọ thì mình sử dụng phân chuồng phải ủ oai mục và ủ theo con nấm Trichoderma và hoặc là nằm phân vi sinh để bảo đảm môi trường và không dùng phân hóa học. Cái thời gian có thể nó kéo dài thêm khoảng một tuần. Thí dụ như thằng hóa học nó là 30 ngày nhưng mà thằng làm hữu cơ có thể là 37 ngày chẳng hạn, nó thêm là 7 ngày nữa. Đấy, mà sâu thì có thể là nó cũng có nhưng mà nó rất là hạn chế. Rồi mình có sử dụng thuốc nhưng mà sử dụng thuốc sinh học, vừa bảo đảm cho mình sử dụng, vừa bảo đảm cho mình và nguồn sản phẩm đưa ra thị trường thì nó bảo đảm cho người tiêu dùng. Sau khi tham gia các lớp tập huấn về sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh do Hội Nông Dân các cấp tổ chức, ông Vinh dần chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ và vi sinh để bón cho 3.000 m² rau xanh. Chúng tôi cũng có cam kết trồng rau an toàn này, là chúng tôi phải đảm bảo cho thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là cho bà con, nói chung là tất cả mọi người đều tất cả sức khỏe nó hơn hết. Xã Phước Hưng, huyện Long Điền hiện có 50 hộ trồng rau với diện tích gần 7 hectare. Đến nay đã có 50% số hộ sử dụng 100% phân bón hữu cơ vi sinh trong trồng và chăm sóc rau. Mình mua cái loại phân gà ủ trấu, phải ủ một thời gian 2-3 tháng bắt đầu mình đưa ra. Hai nữa là bằng phân vi sinh, tức là phân gà người là của nhà nước, của các công ty người ta bán, người ta đã phân gà xử lý rồi là mình làm, mình bón lót. Họ cũng đã có cho các hộ để ký cam kết để thực hiện những cái mô hình là không sử dụng chất cấm vào trong trồng trọt để bảo đảm sức khỏe của người tiêu dùng. Thì đến nay thì các hộ cũng đã thực hiện, cũng đã ký cam kết. Và trong đó thì hội nông dân cũng đã tuyên truyền cũng rất nhiều về, không phải về là thuốc không đâu, tuyên truyền về rồi phân cũng như thuốc trừ sâu thì không có dùng các loại thuốc như trước kia nữa, mà giờ đặc biệt là dùng cái thuốc mà vi sinh. Thì hội nông dân xã Phước Hưng đang nỗ lực vận động để 100% nông dân trồng rau trên địa bàn áp dụng mô hình sản xuất rau hữu cơ